với một vẻ ngoài hiện đại và mới lạ. Được chiết xuất và lên men hoàn toàn từ táo. Trong bầu đem đến hương vị cuốn hút, men say thuần khiết từ thiên nhiên. Trong bầu nước táo lên men hàng đầu thế giới. Còn mấy em ghét khen lấy khen để, nhưng mà anh chỉ thích âm nhạc và dòng trời.